Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin hãy cho con sức mạnh. Con là Đường Tăng. Là ai? Là ai làm? Là ai đã? Các con xem, sư phụ đã yếu ớt thành thế này rồi. Có lẽ đã không còn hợp khẩu vị của bọn yêu quái nữa. Không dễ dàng gì mà có được cái bánh đậu xanh muốn bồi bổ nguyên khí. Vậy mà lại còn bị trộm mất. Rốt cuộc là ai làm? Rốt cuộc ai trong các con dám làm vậy? Sư phụ hiểu ta mà. Lão tôn ta theo chế độ ăn uống bổ khỏe, chỉ ăn trái cây sinh trưởng tự nhiên. Sao lại đi trộm bánh đậu xanh của người chứ? Sư phụ, người cũng hiểu con mà. Lão trư con tuy rằng chưa từng kén chọn thức ăn, nhưng trước giờ con tôn kính sư phụ nhất. Sao lại dám trộm thức ăn của người chứ? Sư phụ, con là ngựa. Sa lão tam luôn yên phận, cho dù bị ức hiếp cũng luôn trung thành vô cùng. Nói dối, tất cả đều đang nói dối. Đến giờ vẫn chưa có ai lên tiếng chịu trách nhiệm cho tội ác trộm đồ ăn kinh khủng này. A-di-đà Phật, các con ép ta mà. Nếu đã vậy rồi thì đừng có trách ta xuất tuyệt chiêu đấy. Để sư phụ phân tích đơn giản một lần các con nghe nhé. Cấp báo, đại sư huynh chính là nghi phạm lớn nhất Đồng Hải Long Quân, Tiệt Bàn Đào, Đậu Xuất Cung, Ngũ Trang Quán. Huynh ấy cũng từng trộm qua rồi. Tên ngốc, đừng có đổ tội cho ta. Tin ta một chưởng đánh người thành miếng thịt heo khô không? Sư phụ, thật ra con thấy Tiểu Bạch rất khả nghi. Tuy rằng bây giờ ở dưới lốt ngựa, nhưng ai cũng biết là do rồng biến thành. Con ngựa trắng mà Đường Dương tặng cho người cũng đã bị tên ấy ăn mất. Ăn bánh đậu của sư phụ chỉ là chuyện như trở bàn tay thôi. Còn heo kia, người muốn chết hả? Cẩn thận ta đá chết ngươi. Theo ta thấy, Sa lão tam cũng vô cùng đáng nghi. Hình như đã 3 ngày rồi các người chưa cho huynh ấy ăn gì đúng không? Huynh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cổ khô của ta mãi. Ta bất an lắm đấy nhé. Tối hôm qua cũng là để ấy gác đêm, không chừng đã nổi lòng tham đấy. Có cả động cơ phạm tội lẫn thời gian, đúng là đáng nghi. Con chẳng làm gì cả. Sư phụ, tối hôm qua đúng là con gác đêm, nhưng mà thật sự không phải do con làm. Thật ra, cứu tôi với, cứu tôi với. Sư phụ hình như nghe thấy tiếng kêu cứu thì phải. Sư phụ, người sống trên đời bớt lo chuyện bao đồng đi. Chắc không trùng hợp vậy đâu. Đâu thể lần nào cũng là yêu quái. Tình ngốc, vết thương đã khỏi thì quên từng đau à. Ngộ không nói đúng, cứ mặc kệ người đó đi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Phiền quá đi mất. Bác giới, nếu tâm con thanh tịnh, bất kỳ tạp âm gì cũng không làm phiền được con đâu. Cũng là sư phụ tu vi cao cường. Cứu tôi với. Cứu mạng. A-di-đà Phật, Ngộ Không giao cho con đấy, giải quyết nhanh gọn đi. Đừng quên làm sạch hiện trường. Thúc thúc rau ria ơi, không sao chứ ạ? Cô nương đang nói chuyện với ta sao? Đúng vậy đấy, thúc thúc râu ria. Thật sự xin lỗi. Cô nương lại chịu nói tiếng xin lỗi với ta. Mọi người có cảm thấy Sa lão tam rất giống một tên kỳ quặc không? Ta thấy huynh càng giống hơn đấy. Ngộ Không, dùng hỏa nhãn kim tinh của con xem thử cô nương này có phải là yêu quái không? Không phải. Nhưng đến cả hỏa nhãn kim tinh của lão tôn cũng không nhìn ra được cô nương ấy rốt cuộc là cái gì. A-di-đà Phật, chỉ cần không phải là yêu quái là được rồi. Ngộ Không, phiền con nhìn thêm lần nữa, xem liệu có phải là thú cưng của vị thần tiên Bồ Tát nào không. Thôi đi, sư phụ, hỏa nhãn kim tinh của ta tốn nhiều pháp lực lắm, thời gian hồi phục lại lâu, bây giờ đã không dùng được nữa rồi. Tiểu thí chủ, có ta và cả đám đồ đệ ở đây, đừng sợ. Nào
Hòa thượng từ đầu đến, đừng có nhiều chuyện, giao tiểu cô nương đó cho ta. Chỉ dựa vào ngươi? Đúng vậy. Ai mà không biết ta đây trước nay gặp Phật giúp thần, gặp thần giúp Phật chứ. Câu này của ngươi hình như sai rồi đấy. Người ngươi giết không phải là người ngươi gặp mà. Thôi im đi. Chỉ dựa vào tài hèn sức mọn của ngươi, ngươi nhất định là bại dưới tay lão tử. Các huynh đệ lên. Ôi mẹ ơi, yêu quái phương nào dám xem thường lão tôn ta đây. Ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Coi như ngươi có chút kiến thức. Nếu đã biết huynh ấy là ai rồi thì thủ đoạn của huynh ấy chắc hẳn các người cũng biết. Còn không mau cút đi. Coi như ngươi thắng. Các huynh đệ đi. A-di-đà Phật, may mà có Ngộ Không. Nói nhiều như vậy bụng cũng thấy đói rồi đấy. Ta nói này Sa Lão Tam, chuyện bánh đậu tối qua rốt cuộc là thế nào? Thật ra sư phụ đã lấy bánh đậu ra ăn mất lúc ngủ mơ rồi. Sau đó sư phụ còn gặm luôn cả chân của nhị sư huynh nữa, còn nói là mặn quá đi mất. Vì vậy con vẫn cố giấu đi không dám nói, là vì sợ sư phụ nghe xong sẽ thấy buồn nôn. Sa Lão Tam, tài kể chuyện cười của con thật là có tiến bộ. Thiện tài, thiện tài. Sư phụ đi tản bộ một chút. Đa tạ Đại Thánh, cảm ơn ơn cứu mạng của các vị. Cô nương biết lão tôn ta, Tề Thiên Đại Thánh đại danh đỉnh đỉnh, đương nhiên là biết rồi. Đại Thánh có thể giúp ta đi cứu? Xin lỗi, lão tôn ta còn có nhiệm vụ quan trọng, không thể giúp cô được. Nhưng được rồi, vậy ta không làm phiền nữa, cáo từ. Ngộ Không nói đúng đấy. Nhưng mà tiểu thí chủ à, trước mắt cô cứ đi với bọn ta đi, đến nơi nào an toàn rồi hẳn tách ra. Phải rồi, cô nương tên là gì? Ta tên Thanh Tuyền. Đúng đấy, đúng đấy. Đám người xấu đó nói không chừng còn đang ở gần đây. Nguy hiểm lắm, Thanh Tuyền muội muội. Được thôi. Sa Lão Tam, đi tìm thử xem còn có lương khô nào không, đưa cho sư phụ ăn với. Được ạ. Các đồ đệ, mau tìm một nơi ăn cơm thôi. Vốn dĩ chẳng có bữa sáng, bây giờ nôn ra rồi còn đói hơn. Sư phụ, con đã tìm hiểu rồi. Không xa ở phía trước chính là Long Môn Khách Điếm. Đi đến một nơi không rõ ràng để ăn uống, coi chừng từ người ăn cơm biến thành đồ ăn cho kẻ khác đấy. Vậy chúng ta có đi hay không? Có đồ ngốc mới đi. Sư phụ muốn đi thử xem sao. Rõ ràng đã biết kết quả vậy rồi, sư phụ vẫn càng đảm đến đó đối mặt. Đúng là gan dạ vô cùng. Chỉ khi có một sư phụ vừa can đảm vừa hiểu biết như sư phụ đây, chúng ta mới có thể thuận lợi thỉnh kinh, không ngừng lớn mạnh, ngày càng dũng mãnh. Sư phụ anh minh, sư phụ dạng tuế. Con cảm thấy lời của đại sư huynh rất có lý. Nơi đó nguy hiểm quá rồi, quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ. Sư phụ sắp đói chết rồi này, vậy mới càng nguy hiểm hơn đấy. Sư phụ lại tức giận rồi. Nhưng hôm nay mình lại gặp được một cô nương đối xử vô cùng khách sáo với mình. Không đúng, nói đơn giản thì chính là một nữ Bồ Tát. Thanh Tuyền, Thanh Tuyền. Chỉ cần nghĩ đến cái tên này, tâm trạng sẽ tự nhiên thấy tốt vô cùng. Xong hết rồi chứ? Đúng vậy, đã sắp xếp xong cả rồi. Tiểu nhị cho thêm rượu đi, đến đây đến đây. Trưởng quầy lên rượu đi. Có phòng trống không? Thật anh Tuấn, chàng là người buôn bán chăng? Ta cần phòng trống. Muốn ở bao lâu? Sợ ta không trả tiền thuê phòng sao? Là sợ chàng không từ mà biệt.
Sư phụ, sư phụ, xem ra sư phụ đúng là đói đến ngốc rồi, nước miếng cũng chảy cả ra ngoài. Sa mạc giận dữ, gió ngựa điên cuồng, gió cát mịt mù, hào khí anh hùng. Các đồ đệ, chúng ta đi đến Long Môn khách điếm đó đi. Không có nghĩa khí gì cả, đợi ta với. Tiểu nhị, món ta gọi đã làm xong chưa hả? Nhanh lên. Tiểu nhị lên món đi. Lúc nãy vị khách nào gọi món đầu heo, lập tức sẽ làm ngay đây. Các vị trưởng lão đến đây ăn hay là muốn thuê phòng? Quán nhỏ phục vụ cả tuần, bất kể là cắt tóc cạo râu, tạo hình chỉnh dung nhan, chăm sóc thú cưng ngắn hạn, hay là trị liệu các bệnh ghẻ lở diêm ngứa, chúng tôi ở đây phục vụ tận tình toàn bộ các vấn đề. Chỉ trả qua tín dụng hoặc ngân phiếu theo kỳ hạn, nếu như trả trực tiếp bằng ngân lượng tặng kèm giấy thấm dầu. Vị khách quan này, ta không biết là tìm ra chỗ này ngài đã tốn bao nhiêu công sức, nhưng ta cũng hy vọng các vị dọc đường vui vẻ. Tuy rằng hành trình về Tây Thiên của các vị sẽ bị chậm lại, nhưng cảm xuân ở đây rất đáng giá. Nữ thí chủ, nói tiếng người đi. Ý của ta chính là đi khỏi thôn này sẽ có rất nhiều yêu quái. A-di-đà Phật, các đồ đệ của ta đừng thấy bộ dạng chẳng ra làm sao. Thật ra từ khi có chúng, mẹ ta chẳng phải lo lắng ra đường gặp yêu quái nữa. Ta cảm thấy khách điếm này không được bình thường. Lão Tôn ta cũng nghĩ vậy. Bà chủ này có điều kỳ lạ. Ngộ Không, chúng ta mau gọi thức ăn đi. Sư phụ, ở đây có yêu khí. Yêu khí gì cơ? Ta thấy còn là mấy ngày nay yên ổn quá nên buồn chán đấy. Ta cảm thấy khách điếm này rất độc đáo. Con nhìn cái đèn này xem, trông thật là cao cấp. Nhìn xuống sàn xem, đặc sắc không? Còn có phục vụ nữa này, thật là thời trang và sâu sắc. Nhìn thực đơn đi, đơn giản thời thượng lại còn có tính quốc tế. Khách quan, ngài là thương nhân sao? Sao lại nói vậy? Chứ sao câu nào câu nấy đều mang tính thuyết phục quá vậy? Bà chủ quán, bà quá khen rồi. Đông thổ đại đường ta là cái nôi của thơ ca Trung Quốc. Ta từ nhỏ đã được tiếp thu nền giáo dục cao cấp, tùy tiện nói vài câu cũng đã thành thơ ca ngàn đời, chẳng có gì kỳ lạ cả. Các đồ đệ, có ngửi thấy hay không? Chỗ này khắp nơi đều đầy những hương vị cá tính. Sư phụ cẩn thận. Ta biết con người chỉ có thể chịu được nồng độ ô nhiễm khoảng 300. Bây giờ đã vượt mức 500 rồi. Ác hẳn bây giờ các người đang rất là khó chịu nhỉ? Lúc nãy ta đã nói rồi, mọi người giao lưu thì phải nói tiếng người với nhau. Đã sắp chết tới nơi rồi còn quan tâm đến điều này gì chứ? Lúc nãy ta chỉ bị sặc nước miếng thôi. Bọn ta đến từ thành phố lớn, nồng độ 500 này của bà có là gì chứ? Chẳng là cái gì cả. Hằng ngày nồng độ không khí ở thành phố mà chúng tôi hết là 800 đấy. Còn chưa nói gì đây này. Ngươi, yêu quái còn không mau hiện thân. Không hổ là người đã ăn uống trưởng thành trong thành phố, quả nhiên không sợ đám khí độc này. Xem ra thật là khổ cho đám huynh đệ của ta rồi. Có vẻ là đã sớm mai phục từ trước. Hầu ca, để sẽ bảo vệ sư phụ. Tiểu bạch, bảo vệ cho ta và sư phụ. Xà lão tam, để bảo vệ tiểu bạch, ta và sư phụ. Chỗ này giao cho hầu ca đấy. Sư phụ, đợi con với. Thanh Tuyền cô nương, chỗ này rất nguy hiểm, mau đi với ta. Giỏi quá nhỉ. Xem đây.
Sư phụ, xem ra đại sư huynh đã chặn được đám yêu quái đó rồi. Sư phụ, để đại sư huynh một mình ở đó có ổn không vậy? Đám yêu quái đó lần này có vẻ rất hung ác, đại sư huynh chắc sẽ không. Phải rồi, những lúc thế này chúng ta nên sát cánh bên nhau. Vì sao lại nên như thế? Để gia tăng thêm ấn tượng. Để ta lấy một ví dụ cho mọi người. Bát Giới, con bẻ gãy chiếc đũa này xem. Sư phụ muốn làm gì đây? Lần này con thử lại xem. Sư phụ, rốt cuộc sư phụ muốn nói điều gì? Thử lần nữa xem. Sư phụ, rốt cuộc người ghét đũa đến vậy sao? Ta ghét thần lực trời sinh của con. Được rồi, bài tập luyện thể lực đến đây kết thúc. Thật ra điều ta muốn nói là lần sau chúng ta nhất định đồng tâm hiệp lực tiêu diệt yêu quái. Không thể cứ luôn để đại sư huynh các con một mình làm khiên trắng nơi tiền tuyến được. Sư phụ, mọi người không sao chứ? Ngộ Không à, còn đánh bại đám yêu quái đó rồi sao? Đám đó chẳng đáng làm đối thủ của lão tôn. Phải rồi, Thanh Tuyền cô nương, rốt cuộc bọn chúng là ai vậy? Chúng là thủ hạ của đảng Ma Thiên Tôn. Đảng Ma Thiên Tôn là một người thần bí đeo mặt nạ. Từ khi hắn xuất hiện, tỷ tỷ của ta đột nhiên thay đổi, trở nên rất đáng sợ, giống như một người hoàn toàn khác vậy. Tỷ ấy không chỉ không nghe lời ta khuyên, còn bắt nhốt ta lại nữa. Khó khăn lắm ta mới tìm được cơ hội trốn thoát ra ngoài, chính là muốn tìm người đến cứu giúp tỷ tỷ ta. Nhưng cô nương yên tâm, mấy đồ đệ này của ta bình thường có vẻ qua loa đại khái, nhưng đến lúc quan trọng chúng cũng chỉ giúp được chút ít thôi. Nhưng một khi gặp phải vấn đề thật sự quan trọng, chúng sẽ trở nên vô cùng vô dụng. Nhưng sư phụ, rốt cuộc mình muốn nói gì? Ý của ta chính là cả đoạn đường chúng ta đi đã gặp không ít yêu ma quỷ quái, thêm một lần nữa cũng không sao. Chúng ta hãy giúp tiểu thí chủ đi cứu tỷ tỷ đi được không? Phải đấy, Thanh Tuyền cô nương thật là đáng thương. Chúng ta giúp cô nương ấy đi. Tình ngốc, lại muốn lo chuyện bao đồng, sao không tự mình đi đi? Trả miêu diệt ma là con đường tu Phật chính đạo. Lão trư nếu không phải lúc nãy trúng độc thì... A Di Đà Phật, người xuất gia nên đại từ đại bi. Ngộ Không, đành để con cực khổ nghe ngóng một chuyến rồi. Được, vậy lão tôn lại đến Long Môn khách điếm lần nữa. Sư phụ, đám yêu quái đó không đơn giản đâu. Hơn nữa rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Sư phụ phải cẩn thận đấy. Ngộ Không, những lời vừa nãy thật khiến sư phụ cảm động. Quả thật là, thật là giấc mơ của ta. Ước mơ cần có sự tương trợ của Ngộ Không. Thầy trò đồng lòng, đi theo tiếng gọi của trái tim. Yêu quái chỉ có thể làm càn trong mơ. Tất cả chỉ là vô ích. Ngộ Không đâu rồi? Đi lâu rồi ạ? Còn khỉ này chẳng hiểu thưởng thức nghệ thuật cao cấp gì cả. Có lẽ đẳng cấp của sư phụ quá cao, cũng chẳng trách các con không hiểu được. Thiện tài, thiện tài. Sau buổi trưa hôm nay có sương mù dày đặc, nhiệm vụ của mình cũng như thường lệ là ở chỗ cũ bảo vệ sư phụ. Nhanh Thanh Tuyền cô nương cũng ở đây, mình nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho sư phụ và cô nương ấy. Sư phụ cao hứng hát một bài, giai điệu thật quen thuộc. Sư phụ, không hay rồi, bên ngoài có rất nhiều yêu quái. Bọn chúng đến bắt ta đấy. Thanh Tuyền cô nương đừng sợ, có lão Sa ở đây. Tranh thủ thời gian. A Di Đà Phật. Thật ra mọi người chắc đã từng nghe nói ăn thịt của ta sẽ được trường sinh bất lão chứ. Cái gì? Người tưởng ăn thịt ta thật sự sẽ trường sinh bất lão sao? Tra được điều đó từ trang mạng yêu quái đúng không? Đừng có tin tưởng quá mức vào các trang mạng nhé. Nhưng nhìn ngươi thấy rõ ngươi là kẻ nghiền mạng rồi. Có khảo sát phát hiện bây giờ có 20% yêu quái bị bệnh nghiền mạng đấy. Cũng đâu có nhiều lắm đâu. Ít nhất còn 80% yêu quái không bị nghiền. 80% còn lại quá bận rộn trong chuyện lướt mạng, không có thời gian để làm khảo sát. Nói như vậy, bệnh nghiền mạng trở thành vấn đề xã hội rồi. Đây đã là gì chứ? Phải rồi, ngươi có cảm thấy người sống trên đời không có tôn nghiêm không?
Phải đấy, thật ra ngươi có thể nghĩ thoáng một chút. Tuy rằng ngươi có hơi thấp, nhưng ngươi lại không có tóc. Tuy rằng ngươi có hơi béo, nhưng lương của ngươi không cao. Tuy rằng ngày nghỉ của ngươi không nhiều, nhưng ngươi lại làm muộn. Tuy rằng chất lượng cuộc sống của ngươi kém, nhưng người khác lại sống rất tốt. Tuy rằng cô nương ngươi thích không thích ngươi, nhưng cô ta thích người khác. Tuy rằng ngươi... ngươi chính là Đường Tăng, Đảng Ma Thiên Tôn. A Di Đà Phật, ta là Tăng Sư từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, gọi tắt là Đường Tăng. Ta không ngờ trong chốn yêu ma ta cũng nổi tiếng như vậy. Từ Đông Thổ đến Tây Thiên. Sai rồi, cứ biết tinh thần vậy là được. Dám hỏi vị thí chủ đeo mặt nạ này muốn làm cái gì vậy? Đợi đã, thí chủ khoan hẳn nói, để ta đoán thử xem. Ta thấy thí chủ khí độ bất phàm, lại dùng mặt nạ đặc biệt như vậy để che giấu dung mạo, nhất định là có thân phận đặc biệt. Hơn nữa còn muốn gây dựng một sự nghiệp quỷ thần kinh thiên động địa, nhưng lại không muốn để người khác phát hiện. Tình hình giống như thí chủ đây, kỳ thực là một hành vi của tâm lý tự ti. Nếu thí chủ thật sự muốn thành anh hùng, vậy nên giống như đại đồ đệ của ta, tên của nó chính là Tôn Ngộ Không. Nó thật sự im miệng. Yêu nghiệt to gan, dám bắt sư phụ của ta, lập tức báo tên. Ngộ Không, con đã trở về rồi. Không phải là sư phụ muốn phê bình con. Đánh yêu quái phải cầm chỉnh tốt hơn một chút. Lúc nãy suýt nữa đánh trúng sư phụ rồi. Con biết rõ đòn đánh của con có thể khiến đám yêu quái này không chết thì cũng bị thương mà. Vậy lỡ như không cẩn thận, thịt xương phàm trần của sư phụ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sẽ làm chậm trễ nhiệm vụ thỉnh kinh của chúng ta. Im đi. Ngộ Không, con bọc hậu nhé. Sư phụ đi trước đây. Sa Lão Tam. Được. Dựa vào cái gì lần nào cũng là do ta bọc hậu chứ? Lần sau đánh yêu quá chúng ta bốc thăm đi. Muốn đi à? Chúng ta đã lâu rồi không gặp, Tôn Ngộ Không. Người biết Lão Tôn? Không chỉ là biết, mà còn biết rõ về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không năm xưa đại náo thiên cung nữa kìa. Bây giờ nghe lời giống như một con chó vậy. Người nói cái gì? Tức chết đi được. Xem đây. Sao vậy? Sao hả? Không có kim cô bổng, Tề Thiên Đại Thánh không đánh được nữa sao? Đừng vội ngông cuồng. Không hổ là cục đá trời sinh, quả nhiên lợi hại. Rốt cuộc ngươi là người thế nào? Tôn Ngộ Không, ngày khác chúng ta lại tái chiến. Yêu quái, đừng hòng bỏ chạy. Chăm sóc cẩn thận cho sư phụ ngươi nhé. Không hay rồi. Bát giới, Sa sư đệ, Tiểu Bạch, để ta bảo vệ sư phụ. Quá tốt rồi, sư phụ, đại sư huynh đến rồi. Ngộ Không, vất vả cho con rồi. Sao lại vậy được? Là vất vả cho sư phụ, phải đi với ta một chuyến. Đi, sư phụ. Các ngươi làm gì vậy? Sư phụ đâu? Yêu quái lại muốn gạt lão trư ta lần nữa sao? Lần này ta sẽ không mắc mưu đâu. Bát giới, lại đang nói bậy gì vậy? Sa Lão Tam, sư phụ đâu? Làm sao chứng minh được ngươi không phải là yêu quái? Không chứng minh được thì ta không buông ra đâu. Ta là đại sư huynh của các ngươi, mau buông ra. Đại thánh, muốn cứu sư phụ ngươi thì hãy đến U Minh kết giới đi. Bát giới, Sa Lão Tam, Tiểu Bạch, các ngươi cảm thấy đại sư huynh ta là người thế nào? Nhân phẩm tốt, không quậy phá, lại biết đánh nhau, đối xử rất tốt với sư phụ và các đệ. Trừ đẹp trai ra không còn gì để nói nữa. Nếu đã như vậy, tại sao bảo các người bảo vệ cho tốt sư phụ và hành lý mà để cho sư phụ biến mất hả? Vậy cũng không thể trách tụi đệ yêu quái xảo quyệt quá mà. Đại sư huynh lại không có mặt. Ta không có mặt. Vậy các người thì sao? Các người đang làm gì? Hầu ca,
cũng không thể trách họ được. Còn ngươi nữa, nếu không phải do ngươi cũng muốn sư phụ lo chuyện bao đồng, chúng ta làm sao bị yêu quái dùng kế điệu hổ ly sơn chứ? Lần nào cũng như vậy mà, cuối cùng đều nhờ có Hầu ca cứu sư phụ ra ngoài, có phải không Hầu ca? Im đi, lần nào cũng nhờ ta sao? Lần nào các ngươi cũng chỉ biết là hét đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi. Suốt cả chặng đường rốt cuộc đã làm gì chứ? Đại sư huynh cũng không thể nói vậy được. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Mọi người đừng cãi nữa, chuyện gấp bây giờ là phải đi cứu sư phụ. Lão tồn tại sẽ tự nghĩ cách cứu sư phụ, không phiền đến các vị. Đại sư huynh, được thôi, giải tán đi. Dù sao ta cũng chẳng muốn ở lại đây nữa. Về cao lão trang đây, tạm biệt. Nhị sư huynh, cái này ta đuổi theo đại sư huynh đây. Thúc thúc râu ria, thúc sao vậy? Nhìn thấy hai vị sư huynh cãi nhau thành thế này, ta cảm thấy rất đau lòng. Ta nhìn ra được, tuy rằng cãi nhau thành thế này, nhưng tình cảm giữa các sư huynh đệ các huynh thật sự rất tốt. Đã đi thỉnh kinh nhiều năm vậy rồi, tuy rằng lúc nào cũng cãi nhau ỏm tỏi, nhưng ở trong lòng ta, họ cũng giống như người nhà của ta vậy. Thật không ngờ chuyện lại biến thành như vậy. Ta thật là vô dụng. Thúc thúc, đừng nói như thế. Kỳ thực ta cảm thấy thúc là một người vô cùng tài giỏi. Cô nương nói ta sao? Đúng vậy, bởi vì thúc vĩnh viễn ở phía sau, âm thầm trợ giúp cho mọi người. Tuy rằng thường hay bị ngó lơ, nhưng vẫn khiến người khác thấy rất ấm áp. Thanh Tuyền, vì vậy tuyệt đối đừng bỏ cuộc nhé. Ta tin họ nhất định sẽ trở lại. Ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Ta và sư huynh nhất định sẽ cứu được sư phụ. Thúc ít nhất còn có các sư huynh. Ta nhất định sẽ có cách cứu được tỷ tỷ của cô nương mà. Không giống nhau đâu. Giống như đống lửa trước mặt này vậy, chỉ có thể chiếu sáng được một chỗ nhỏ thôi. Muốn chiếu sáng cả bầu trời này là chuyện không thể nào. Đây là gì vậy? Thật là đẹp. Đây được gọi là đom đóm lửa. Tuy rằng sức mạnh của chúng không nhiều, nhưng chỉ cần đoàn kết lại với nhau, không bỏ cuộc, cùng nhau có thể chiếu sáng cả bầu trời. Thúc râu ria, có thể cho ta dựa một lát không? Được chứ. Thật sự cảm ơn thúc. Thúc thúc râu ria. Thúc thúc, sao thúc lại gia nhập hành trình với họ? Nói ra thì dài lắm, nha đầu, cô sẽ không muốn nghe đâu. Cứ nói đi ạ. Ta vốn chỉ là một bán yêu, là con của yêu quái và một con người. Khi ta còn trẻ rất hiếu chiến, suýt chút nữa thì bị các thần tiên ở thiên đình đã thương. Cũng may có Giáng Long và Phục Hổ La Hán tương cứu, từ đó ta theo học ở chỗ họ. Cho đến một ngày, Như Lai Phật Tổ cho ta một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vào thiên đình làm nội gián, trợ giúp cho vị tinh tú phía Tây trong tương lai. Thạch Hầu Tôn Ngộ Không cũng chính là đại sư huynh hiện giờ của ta. Để hoàn thành nhiệm vụ, ta đã lợi dụng mọi cơ hội tìm thông tin tình báo cung cấp cho Như Lai để giúp Thạch Hầu. Ngọc Đế phát hiện ra thiên đình có nội gián, ngày ấy phái đội quân thần bí tinh nhuệ nhất tiến hành điều tra. Sau đó ta bị đày xuống phàm trần, trở thành một con giả yêu ở sông Sa Hà 800 dặm. Mỗi ngày ta đều phải chịu nỗi khổ của dạng kiến xuyên tim, mãi cho đến khi sư phụ ta xuất hiện. Nói ra thì đây cũng là bí mật của lão Sa ta. Nhà đầu, cô đừng nói với ai đấy.
Ngộ Không, Bát Giới, Sa Lão Tam, các con đang ở đâu? Sư phụ niệm chú bây giờ đấy. Này, các con đang ở đâu? Lần này hình như không giống mấy lần trước. Sao đến cả một con tiểu yêu quái để trò chuyện cũng chẳng có thế này. Này, có ai ở đây không? Còn không ăn là ta sẽ thành đồ quá hạn sử dụng đấy. Thiên Bồng, khá lắm. Thả nương tử ta ra. Những gì nên làm ta đã làm rồi, còn muốn ta làm gì nữa? Đã nói rõ là 3 năm, 3 năm rồi lại 3 năm, đã sắp 10 năm rồi. Những ngày tháng người không ra người, quỷ không ra quỷ này ta chịu đủ rồi. Ta không muốn làm nội gián nữa, ta muốn làm người tốt. Con đường là do người tự chọn, không có chuyện hối hận. Nếu Ngọc Đế có gì bất mãn với ta thì cứ nói thẳng. Các người làm thế này là sao chứ? Thái độ gì chứ? Tình khốn kiếp, các ngươi đừng làm càn, không thì lão Trư ta sẽ trở mặt đấy. Công việc của ngươi chính là bán đứng người bên cạnh mình. Nương tử của ngươi bọn ta phải mang đi. Các ngươi muốn làm gì? Làm một việc cuối cùng cho bọn ta. Chuyện này nếu như ngươi làm tốt, bọn ta sẽ thả Cao tiểu thư, trả tự do cho ngươi. Ngươi đừng lừa bịp. Câu này ta nghe 9000 lần rồi. Nghĩ cách để Tôn Ngộ Không đến U Minh kết giới. Ta còn chẳng biết U Minh kết giới ở đâu nữa kìa. Làm sao mà đi chứ? Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Tự khắc có người dẫn đường. Thật ra ta biết đệ cũng là gian tế. Huynh biết, ta cũng từng là thần tướng thiên giới. Vậy thì sao? Có thể nghe ta nói hết xong rồi hẳn ra quyết định không? Ta từng là Thiên Bồng Nguyên Soái, dẫn dắt 360.000 thủy quân. Ta là vị thần tướng được coi là nhị tiên kiệt xuất sớm nhất trong chúng tiên, là anh tài được Ngọc Đế coi trọng và bồi dưỡng, càng được thiên đình công nhận là cặp đôi trai tài gái sắc với Thường Nga. Tuy chúng ta có tình cảm với nhau, nhưng vì các luật lệ hà khắc của thiên đình mà chỉ có thể lén gặp. Buổi hôm đại sư huynh bị Như Lai Phật Tổ trấn áp, Ngọc Đế đại yến tiệc lớn chúng tiên, ta nhân cơ hội đó lén đi gặp Thường Nga ở cung Quảng Hằng, không ngờ lại bị Ngọc Đế bắt gặp. Thật ra ông ấy đã biết từ lâu lắm rồi, nhưng lại nhân cơ hội sắp đặt một cái bẫy để gán tội cho ta và Thường Nga. Theo luật lệ thiên đình, ta sẽ bị xử trảm. Nhưng Thái Thượng Lão Quân ra mặt cầu xin, đề nghị để ta có thể lấy công chuộc tội, muốn ta hạ phàm để tiêu diệt Tôn Ngộ Không. Kẻ tưởng như bị trấn áp bởi Như Lai, nhưng kỳ thực là đang được bảo vệ. Để sỉ nhục ta, Ngọc Đế ném ta vào giếng Tích Tiên, xuống hạ giới trong hình dạng một con heo mới trở thành bộ dạng như bây giờ. Sau đó vô tình gặp được Cao tiểu thư, cảm thấy nàng ấy rất giống Thường Nga tiên tử, vì vậy đã lại lần nữa động lòng phàm. Rồi đến làm rể tại Cao Lão Trang. Sau khi thành thân, ta thật sự dự định sống một cuộc sống yên bình, nên ta đã mặc kệ nhiệm vụ của thiên đình. Không ngờ, sau khi biết được Ngọc Đế nổi cơn thịnh nộ, lại phái đội quân thái tuế đến uy hiếp ta. Nếu như không hành động theo kế hoạch, Cao Lão Trang sẽ bị xóa sổ. Vì tất cả mọi người trong Cao Lão Trang, ta chỉ có thể nghe lệnh, đợi đến khi sư phụ xuất hiện. Mọi người cùng nhau diễn khổ nhục kế, một vở kịch yêu quái bắt cóc nữ dân. Từ đó thuận tiện bái Đường Tăng làm sư phụ và báo cáo mọi hành động của mọi người đến thiên đình. Cho ta một cơ hội. Sao có thể cho cơ hội đây? Trước đây ta không có chọn nào cả. Bây giờ ta muốn làm người tốt. Được, nói với đại sư huynh xem huynh ấy đồng ý hay không. Đại sư huynh. Ai đấy? Gặp thái tuế thì là may mắn, không thì là đại hung. Tuế phá là vị thần hung dữ nhất. Bổn cung chính là thái tuế đỉnh đỉnh đại danh. Yêu quái đúng là thiếu tính sáng tạo mà. Lần nào xuất hiện cũng nói những lời nghe có vẻ rất lợi hại, đến cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là muốn ăn ta thôi sao? Bổn cung không muốn ăn ngươi.
Từ trước đến nay, bổn cung luôn một lòng phò trợ Ngọc Đế, chấp hành tất cả các công việc trong bóng tối và trấn giữ U Minh kết giới. Ta đã nhìn thấy hết mọi điều tàn nhẫn ti tiện ở trên đời. Nhưng bổn cung cuối cùng đã nhận được gì? Nhận được cái gì? Sự trống trải, cô đơn, lạnh lẽo. Có chút xíu vậy thôi mà ngươi đã chịu không nổi sao? Ngươi không cho mặt trời có cơ hội chiếu vào thì sao ngươi oán hận được? Phòng của ngươi tràn ngập bóng tối thế này mà. Biển màu xanh để người ta ngắm, nước mắt rơi là cho chính mình. Người sống trên đời có thể không có tình yêu, nhưng không thể không có tự trọng. A-di-đà Phật, ta nói nhiều như vậy rồi, sao ngươi lại không hiểu hả? Rốt cuộc ngươi muốn nói gì cơ? Ta, tuy rằng ta là một trang anh tuấn, thường hay bị đủ loại nữ thế chủ theo đuổi. Nào là quốc vương nữ nhi quốc, chuột tinh ở hang không đáy, thỏ ngọc tinh. Cho dù đúng là ta phải thành thân, nhưng cũng phải có thứ tự luật lệ chứ. Hay là ngươi cứ lấy số trước đi, đợi ta xong nhiệm vụ. Im đi, dám nói chuyện với bổn cung vậy sao? Tỷ tỷ xin lỗi mà, tỷ tỷ đừng có tức giận. Không ăn cũng không gả, nhảy bắt ta làm gì chứ? Cho vui sao? Bắt ngươi là vì ta phải thả tất cả linh hồn tà ác của U Minh kết giới, xây dựng lại tam giới. Là vậy sao? Nữ thí chủ quả là có lý tưởng và hoài bão. Vậy tiểu tăng không làm phiền thí chủ thực hiện lý tưởng của mình nữa. Dù sao thì mấy đồ đệ của ta chắc chắn cũng sẽ đến cứu. Bọn chúng nhất định sẽ đến sao? Đương nhiên, mục đích của chúng chính là bảo vệ ta đi thỉnh kinh mà. Sao lại có thể không có ta được? Ngươi rất quan trọng à? Trong đoàn người chỉ có mỗi mình ngươi không có pháp lực. Nếu như không phải vì ngươi, bọn chúng đã đến Tây Thiên rồi về cả ngàn lần rồi. Vốn là chuyện chỉ cần vài phút là xong, bởi vì sự tồn tại của ngươi mà tiêu tốn mất mười mấy năm. Ta mà là bọn chúng, ta còn muốn giết ngươi luôn nữa kìa. Nữ thí chủ à, bệnh của cô nặng quá rồi, đừng bỏ đó không chữa nhé. U Minh Tứ Sát Cung, nhìn đẹp chứ? Nói cho ngươi biết một bí mật. Thật ra ta cũng rất là sợ người khác niệm kinh. Không lừa ngươi đâu. Đáng tiếc, bí mật này sẽ chẳng có ai biết cả. Yêu ma quỷ quái sẽ sánh cùng Thái Tuế. Thần Phật đất trời sẽ trở thành số 0. Cho ta một lý do để có thể tha thứ cho ngươi đi. Bọn đệ không muốn làm gian tế nữa. Bọn đệ chỉ muốn bảo vệ sư phụ làm người tốt. Đại sư huynh, tha thứ cho họ đi. Bọn họ cũng chỉ là bị ép thôi mà. Lúc nãy cãi nhau, mọi người cũng chỉ là nóng quá mới nói vậy thôi. Đừng giữ trong lòng chứ. Bây giờ chuyện gấp nhất là phải cứu sư phụ. Tên ngốc, bọn chúng rốt cuộc là ai? Chúng là đội quân đặc biệt Thái Tuế, từ trước đến nay luôn chấp hành các mệnh lệnh đặc biệt của Ngọc Đế và canh giữ U Minh kết giới. Chẳng trách lão tôn đi hỏi các sơn tiên địa tiên ở gần đây đều bảo là không biết U Minh kết giới, thì ra là do lão Ngọc Đế giở trò. Hầu ca, huynh muốn làm gì? Đương nhiên là đánh lên thiên đình rồi. Hỏi Ngọc Đế cho ra nhẽ. Hầu ca, chuyện gấp bây giờ là tìm ra U Minh kết giới. Đệ nghĩ sư phụ nhất định đang ở đó. Nhưng vấn đề là U Minh kết giới rốt cuộc ở đâu? Theo những gì đệ biết, U Minh kết giới có một khoảng không gian khác. Giống dĩ nó là nơi giam giữ các linh hồn tà ác khắp nơi. Nó theo cách nói của Long Hiện vũ trụ không gian học, nó ở giữa các không gian, rất khó tìm được cửa vào. Chẳng trách đám yêu quái đó lão tôn hoàn toàn không biết đến. Ta biết U Minh kết giới ở đâu. Ta từng nói ta có một tỷ tỷ. Thật ra tỷ tỷ của ta chính là Thái Tuế. Tỷ ấy chính là tề chủ của U Minh kết giới. Cái gì? Thanh Tuyền, dẫn bọn ta đi đi. Bọn ta có thể giúp cô cứu tỷ tỷ. Thật chứ? Đại thúc, nhưng ta lo rằng một khi tiến vào, các người mãi mãi cũng không ra được. Thiên cung địa phủ lão tôn đều từng đi qua hết rồi. U Minh kết giới lão tôn lại càng chẳng coi ra gì. Các huynh đệ thì sao?
Bẩm báo Ngọc Đế. Phật tổ có gì phiền não sao? Anna, con và Ca Diệp mau chóng gọi Giáng Long và Phục Hổ La Hán đến gặp ta. Phía sau cánh cổng này chính là U Minh kết giới. Nghe nói thần dương trấn thủ kết giới này tướng mạo đáng sợ lắm, bạo lực hung hiểm, ngang ngược bá đạo. Mọi người định phải cẩn thận. Nghe nói Thanh Tuyền, chẳng phải cô trốn ra từ chỗ này sao? Chẳng lẽ lại chưa từng gặp nó? Lần trước ta may mắn không gặp nó thôi. Cái này là thần dương. Đáng yêu quá đi mất. Thanh Thuyền nguy hiểm. Đại thúc, sao thúc biết chiêu này hữu dụng vậy? Trên tấm biển kia có viết kìa. Nếu lỡ chọc giận nó, xin hãy chuẩn bị cỏ bạc hà mèo. Đại thúc, không ngờ thúc lại dũng cảm như vậy, cẩn thận như vậy. Cảm ơn thúc. Nhưng chúng ta phải làm sao để đi vào đây? Chào mừng đến giới U Minh kết giới. Đại sư huynh, mau cứu cô nương ấy. Biến. Thiên Bồng, đem kim cô bổng của Tần Ngộ Không qua đây. Không, ta sẽ không bán đứng các huynh đệ nữa. Thả nương tử và sư phụ ta ra. Đúng, thả họ ra. Vất vả như vậy bọn ta mới bắt được họ. Thả ra ư? Nói đùa à? Là Ngọc Đế bảo các người làm vậy sao? Ngọc Đế, bọn ta sao lại để cho lão già vô dụng đó sai khiến chứ? Bọn ta chỉ nghe theo nữ thần của bọn ta. À mà đúng hơn là Thái Tuế bệ hạ. Thái Tuế, ả ta đang ở đâu? Ngài ấy đã đến rồi. Cái gì? Thanh Tuyền, cô đang làm gì vậy? Xà lão tam, ả ta không phải là Thanh Tuyền. Không hổ là Tề Thiên Đại Thánh, người chính là Thái Tuế. Để ta tự giới thiệu một chút, ta tên Tử Uyển. Ta và muội muội Thanh Tuyền là tỷ muội song sinh. Hai chúng ta được gọi là Thái Tuế. Vậy Thanh Tuyền đâu? Thanh Tuyền, chẳng còn Thanh Tuyền nữa. Sau này ta chính là nó, nó chính là ta. Ngươi, ngươi lừa ta. Ngươi chính là đại thúc râu ria. Nể mặt ngươi đã đối xử tốt với muội muội ta,
Ta nói cho ngươi biết, bọn ta vốn dĩ chung một thân thể, nhưng nó không ủng hộ quyết định của ta, sau đó trốn từ nội thể ra ngoài. Ta còn tưởng nó đã phản bội ta, thì ra nó muốn giúp ta mang Đường Tăng đến đây. Quả nhiên là tỷ muội tốt của ta. Nói bậy, Thanh Tuyền sẽ không làm vậy đâu. Đủ rồi, nói nhiều như vậy bổn cung cũng thấy hơi mệt. A Long, chơi trò chơi một lát đi. Dù sao việc khai thông cánh cửa không gian cũng cần khá nhiều thời gian. Vừa đúng lúc đang buồn chán. Dân, bệ hạ, đợi đã. Các vị thấy tòa tháp bên kia không? Sư phụ các người và Cao tiểu thư đang ở đỉnh tòa tháp. Muốn cứu được họ, các người phải đi qua Tứ Sắc Cung như U Minh Tứ Thiên Dương bọn ta trấn thủ. U Minh Tứ Thiên Dương? Chẳng lẽ là bốn con ác thú tồn tại thời đại Hồng Hoang trong truyền thuyết? Là Thao Thiết, Cùng Kỳ, Hỗn Độn và Đào Ngột sao? Không sai, Đại Thánh. Chỉ cần thắng được bọn chúng, thắp sáng đèn Tứ Sát, con đường đến tháp mới xuất hiện. Không thì mãi mãi cũng đừng mong đến được đỉnh tháp. Để tăng tính hấp dẫn cho trò chơi, vũ khí các ngươi sẽ do bốn vị thiên dương bảo quản, để thành phần thưởng khi qua cửa. Bệ hạ đang đợi gặp mặt các vị trên đỉnh tháp. Nếu lão tồn tại có kim cô bổng ở đây, cũng chưa chắc có thể đánh bại được bốn con quái vật đó. Hay chúng ta đi tìm Ngọc Đế đi. Không, đi tìm Quan Âm tỷ tỷ xin cứu binh. Chỉ sợ không kịp thôi. Thì phải làm sao? Hầu ca, hay chúng ta liều đi. Vũ khí còn chẳng có, đánh làm sao đây? Đi cũng không được, đánh cũng không xong. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ thế bỏ cuộc về nhà? Đây chẳng phải chính là nguyện vọng của tên gian tế như ngươi sao? Mình nói vậy là sao chứ? Đệ đã không còn là gian tế nữa rồi. Mình đừng có không bản lĩnh cứu sư phụ thì mắng đệ. Ta không có bản lĩnh, lần nào cũng do lão tôn ta trừ yêu diệt ma. Có nhiều đối thủ mạnh như vậy, nhưng chỉ có một con heo như ngươi làm bạn đồng hành. Còn đệ thì sao? Người tránh ra. Giá trị tồn tại của ngươi ngoại trừ mỗi lần nói với ta sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi còn gì nữa. Tránh ra. Nếu không phải có đám vô dụng này, ta thỉnh được kinh từ lâu rồi. Sư phụ thường dạy chúng ta phải có tinh thần đội nhóm. Tinh thần đội nhóm? Các đệ tưởng lão tôn ta thích đánh nhau một mình sao? Còn không phải do đồng đội bị yêu quái bắt đi à? Các người tưởng ta muốn sao? Còn khỉ kia, đừng càng lúc càng quá đáng nhé. Ta nghịn ngươi lâu lắm rồi. Nếu chẳng phải vì đánh không lại thì ta trở mặt với ngươi lâu rồi. Được lắm, tên ngốc, cuối cùng cũng chịu nói lời thật lòng. Đừng cãi nhau nữa mà. Hôm nay ta cho ngươi biết, con khỉ chết tiệt, cho dù ngươi giỏi, cho dù có bản lĩnh thế nào, dù có bản lĩnh lớn hơn nữa, chẳng phải cũng bị người ta lấy núi đè mất 500 năm sao? Chẳng phải còn bị Như Lai coi như khỉ mà đùa giỡn à? Không đúng, ngươi vốn là con khỉ mà. Người khá lắm. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Đại sư huynh đừng tức giận. Nhị sư huynh không có ý đó đâu. Ta chính là có ý đó đấy. Ta lại chẳng giống như đồ vô dụng nào đó. Nương tử bị người ta cướp đi cũng chỉ dám cướp đi viên ngọc. Trừ bát giới, người nói cái gì? Có giỏi nói lại lần nữa xem. Ta nói người chính là đồ vô dụng. Trời sinh mang số mạng bị người ta cưỡi. Ngươi, tên heo béo mập không ai thèm. Tướng mạo xấu xí mà dám suy tâm vọng tưởng đến thường Nga tiên tử. Ta khinh, đến cả nương tử hạ giới của mình cũng không bảo vệ được. Ngươi sống làm gì chứ? Đại sư huynh, đi. Đừng, lão tôn ta vẫn nên tự dựa vào chính mình thôi. Buông ra, xa lão tam. Đại sư huynh, huynh, nhìn đi tiểu bạch à. Trong mắt của người ta, ngươi và ta cũng như nhau thôi. Nếu không nhờ mối quan hệ với cha ngươi, ta thấy đến cả tư cách làm ngựa cho bọn này ngươi cũng không có. Ta không đủ tư cách, Tôn Ngộ Không ngươi đủ sao? Sư phụ dạy bản lĩnh cho ngươi không nhận ngươi. Hầu tử hầu tôn Hoa Quả Sơn không theo ngươi. Tất cả mọi người đều sợ ngươi. Ngươi biết không, yêu quái nói đúng lắm. Ngươi là một con khỉ khiến người ta thấy chán ghét. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tiểu bạch, đệ đã làm nội gián đủ rồi. Trận này đệ nhất định phải đánh. Đây là trận đánh đời này lão sa đệ muốn đánh nhất. Đệ không muốn khiến bản thân phải hối hận. Đệ đi trước một bước đây. Sa lão tam chắc không phải vì bị đả kích mà điên rồi chứ. Mùi mùi yêu quý của tỷ,
Đừng phản kháng tỷ nữa. Tỷ tỷ, dừng tay lại đi. Thanh Tuyền, tỷ đã nói rất nhiều lần rồi, đã không còn đường lui nữa. Chỉ cần có thể mở được cánh cửa kết giới, thả đại quân linh hồn tà ác ra, đến lúc đó sẽ không còn ai có thể cản chân chúng ta. Tỷ tỷ, đừng lún sâu vào nữa. Im đi. Chúng ta canh giữ nơi hung hiểm này đã ngàn năm rồi, có ai thật sự quan tâm chúng ta không? Ai hiểu được sự đau khổ của chúng ta? Nhưng tỷ tỷ, chỉ cần tỷ muội chúng ta liên thủ là có thể xây dựng lại tam giới, tiêu diệt sạch sẽ những thứ xấu xa. Không, muội không muốn. Vậy sao? Vậy sao lại còn giúp tỷ dụ bọn người Tôn Ngộ Không đến? Nếu muội đã giúp tỷ thì đừng có do dự không yên nữa. Tỷ sai rồi. Tỷ tỷ, vốn dĩ muội chạy khỏi kết giới là muốn tìm người đến cứu tỷ, thì muội quen biết được họ, đặc biệt là thúc thúc râu ria, họ cho muội cảm giác ấm áp. Muội biết tỷ biết lợi dụng họ đến giúp tỷ giải phóng tứ sát cung, nhưng muội hy vọng họ có thể đánh bại tỷ và cứu tỷ. Chỉ dựa vào chúng sao? Xem ra muội thật sự thích tên râu ria đó. Nếu muội không đồng ý hợp thể với ta, bây giờ ta sẽ đi giết hắn. Mùng 5 tháng 3, hôm nay sư phụ lại đau bụng. Cũng may đại sư huynh tìm được thảo dược, nhưng lại chẳng nhẫn nại. Khói từ nồi thuốc khiến cho người từng đại náo thiên cung như huynh ấy tái phát bệnh đỏ mắt, một bên khịt mũi, một bên rơi nước mắt, còn nổi giận nữa. Nồi thuốc đổ ra không ít. Biết vậy mình sẽ đến giúp huynh ấy là được rồi. Vậy huynh ấy sẽ không... dọa ta hết hồn. Buổi chiều ngày 8 tháng 8, mưa lớn. Nhị sư huynh nửa đêm lại nói mớ. Đừng thấy ban ngày huynh ấy luôn vô tư cười ha ha. Mình biết trong lòng huynh ấy kỳ thực luôn lo lắng cho Cao tiểu thư. Ngày 15 tháng 2, sư phụ gần đây hứng làm thơ bộc phát. Người viết nhiều thơ còn cóc lắm, thậm chí còn trêu chọc tướng mạo của quốc vương nữ nhi quốc. Không biết có phải là lại động lòng phàm không? Ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Ngày 15 tháng 1, Tiểu Bạch đi chậm hơn trước kia rất nhiều. Huynh ấy thật sự rất vất vả. Lúc đi qua con sông kia mình đã nhìn rồi, còn rộng hơn cả sông Lưu Sa. Chắc là có chút nhớ nhà. Đủ rồi, đừng đọc nữa. Không ngờ những chuyện giặt giảnh thế này để ấy cũng ghi lại. Lúc mới bắt đầu, con đường này đúng là chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nhưng từ mắt nhìn của huynh ấy, đoạn đường này xem ra không hề tệ. Xà lão tam, bóng lưng đó lão tôn cũng muốn có. Yêu ma quỷ quái gì chứ, thái tuế gì chứ, lão tôn ta sẽ tiêu diệt cho bằng hết. Đi. Sư phụ, Thanh Tuyền cô nương, xin lỗi. Sa lão tam, đại sư huynh, nhị sư huynh, tiểu bạch, mọi người đến rồi. Đến đúng lúc lắm. Sa lão tam, đại sư huynh sẽ thay để báo thù. Sa lão tam, để làm gì vậy? Đại sư huynh, huynh phải nhìn luật chơi trước đã. Luật chơi, quy tắc trò chơi, kéo búa bao.
Búa thắng kéo, kéo thắng bao, bao thắng búa. Mỗi lần thắng có thể đánh đối phương một cú. Kẻ thua không được quyền đánh lại hoặc bỏ trốn, cho đến khi một bên hoàn toàn bỏ cuộc. Vậy mà đệ cũng thua à? Không phải là bên đó chơi giỏi quá mà. Vậy sao? Vậy để lão tôn ta thử xem. Kéo búa bao, ta thắng rồi. Khá lắm, cũng có chút sức mạnh đấy. Kéo búa bao, đến lượt ta rồi nhé. Biết được sự lợi hại của lão tôm ta rồi chứ. Tốt lắm, chơi tiếp. Kéo búa bao, ta thắng rồi. Tay đâu? Kéo búa bao, ta thắng rồi. Kéo búa bao, ta thắng rồi. Kéo búa bao, ta thắng rồi. Nhanh lên, nhanh lên, tiếp tục nào. Kéo búa bao, ta lại thắng rồi. Đợi đã, không đánh nữa. Đào ngột, người có chịu thua không? Chịu thua, chịu thua. Không ngờ có thể gặp một đối thủ lợi hại như vậy. Đào ngột ta phục người sát đất. Vậy thì tốt, xin hãy trả vũ khí lại cho ta. Có nhầm không vậy? Người nói xin trả cho người là chuyện phải làm mà. Người có lý do gì mà phải nói xin chứ? Nói xin chính là không nể mặt ta. Ta sẽ thấy buồn lắm. Một khi ta thấy buồn, bụng dạ ta sẽ rất khó chịu, khó khống chế được. Lỡ như không khống chế được rồi nôn ra mặt ngươi thì sao? Vậy không tốt cho mọi người. Ta hiểu rồi. Cái tên vô dụng kia, mau trả vũ khí lại cho ta. Vậy mới đúng chứ. Có thể có một yêu cầu nho nhỏ không? Nói, ngươi có thể dùng cây gậy có vẻ rất lợi hại này đánh nhẹ cho ta một cái không? Yêu cầu gì mà biến thái quá vậy? Thích quá đi mất. Tên này nói cái gì vậy? Để biết này, có lẽ là hoan nghênh chúng ta đấy. Để có biết một chút tiếng Anh. Dồ dằn hóa, tên đó nói chúng ta là thật tươi sống đấy. Chàng trai trẻ có văn hóa đấy, hiếm gặp lắm đấy nha. Cái này dễ ợt đấy mà. Người là bổn tôn là Thao Thiết đẹp trai uyên bác.
Các người chỉ cần thắng ta là có thể qua cửa. Được, thi đấu thế nào? Đại hội thi đấu ẩm thực. Quy tắc trò chơi: hai người chơi một chọi một, người nào ăn xong trước thức ăn ở trước mặt sẽ chiến thắng. Ai trong các người sẽ ra nghênh chiến đây? Nói đến ăn thì đương nhiên là lão Trương ta đây rồi. Các huynh đệ nghĩ sao? Đại sư huynh, tên này ăn nhanh thật đấy. Không hổ là quái vật từ thời thượng cổ, không biết tên gốc đó có được hay không đây. Tên này quả nhiên lợi hại. Cứ thế này thì không ổn rồi, phải nghĩ ra cách gì đó. Này, 3 cộng 5 bằng mấy? Ta biết rồi, bằng 8. 11 cộng 24 bằng mấy? 35. 9 trừ 4 cộng 2 bằng mấy? Cái này... bằng 7. 86 cộng 34 trừ 17 bằng mấy? 103. 8 trừ 6 cộng 4 bằng bao nhiêu? Cái này... là 6. 18 nhân với 29 là bao nhiêu? 522. 72 chia cho 8 là bao nhiêu? Cái này đáp án là 9. Ta thua rồi. Sau này nhất định phải học toán cho tốt mới được. Hắn có mắt của diều hâu, tai của sói, tốc độ của báo, sức mạnh của gấu. Hắn không thể bị đánh bại. Hắn chính là vua tốc độ. Máy móc kiểu gì không biết, lại kẹt băng nữa rồi. Đã lâu lắm rồi không có người đến đây. Không nhiều lời nữa, thi đấu tốc độ thôi. Đại hội thi đấu tốc độ, hai người chơi một chọi một, hai bên tung xúc xắc. Kẻ nào tung ra được số 6 trước có quyền bắt đầu chạy, không thì chỉ có thể đứng đợi ở vạch xuất phát. Người nào chạy được 9 vòng trước sẽ thắng. Các vị sư huynh, trận thi đấu này để ta lên đi. Năm đó ta là quán quân cuộc thi chạy Thái tử Long Cung Tứ Hải. Sa lão tam, để sao vậy? Suốt mấy năm nay chỉ có để làm việc thay cho huynh ấy, không ngờ hôm nay đã có cơ hội nhìn thấy tiểu bạch chạy, làm đúng nghĩa vụ của một con ngựa. Để kích động quá đi mất. Người tung trước đi. Trẻ không khách sáo nhé. 6. Đến lượt ta. Không phải 6. Không phải 6. Kính thưa các vị, Sáu. Không phải 6. Không phải 6. 6. Không phải 6. Không phải 6. Hầu ca, bọn họ đến khi nào mới có thể bắt đầu vậy? Hay chúng ta đi tìm cái gì ăn trước đi, tắm rửa rồi hẳn quay trở lại cổ vũ tiểu bạch. Cuối cùng cũng ra 6 rồi. Các vị, ta cũng tung được ra 6 rồi này.
Tiểu Bạch bám sát theo hắn, đến dòng cuối cùng thì bứt phá. Để làm được mà. Tiểu Bạch, sao rồi? Đại sư huynh, đệ thấy có chút lực bất tòng tâm. Tiểu Bạch, ta nói đệ nghe. Cái gì cơ? Mọi người, sao có thể như vậy được chứ? Bác giới, lúc nãy đệ nói gì với Tiểu Bạch vậy? Đột nhiên đệ ấy trở nên vô cùng nhiệt huyết. Không có gì để chỉ nói với đệ ấy, con trùng chín đầu năm xưa cướp mất nương tử đệ ấy, có hình xăm giống y như hình xăm trên mông của Cùng Kỳ thôi. Nơi này chính là cung của hỗn độn rồi. Không biết hỗn độn này lợi hại đến chừng nào nhỉ? Nhìn dòng chữ trên tường kia. Trò chơi rút thẻ quỷ. Quy tắc trò chơi: hai người chơi một chọi một, lần lượt bóc bài của đối phương. Bóc được một đôi thì có thể đánh ra. Người cuối cùng giữ tấm thẻ quỷ sẽ thua. Xem ra trò chơi này cũng đơn giản nhỉ? Đúng vậy. Thật sao? Các ngươi là ai? Bọn ta là tổ hợp bốn người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, đỉnh đỉnh đại danh. Ta từng thống lĩnh 10 dạng thủy quân Ngân Hà, Thiên Bồng Nguyên Soái. Người ở phía bên trái ta đây từng là thủ vệ thân cận hạng nhất thiên cung Quyền Liêm đại tướng. Bên phải ta đây từng nổi tiếng với vẻ anh tuấn tiêu sái, là tam thái tử của Tây Hải Long Dương. Còn người đứng phía trước này đây lại càng lợi hại. Người này chính là người bách chiến bách thắng, không có khuyết điểm, bạn đồng hành tuyệt nhất của ta, Tề Thiên Đại Thánh. Bác giới, sư phụ dặn chúng ta biết khiêm tốn. Càng là cao thủ lại càng phải nói chuyện khiêm tốn. Tại hạ Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh. Không tồi, con khỉ người hợp ý ta đấy. Không dễ gì mới đến được ải này. Khá lắm, khá lắm. Người muốn thế nào? Ta thích chơi bốc bài. Chỉ cần các ngươi có thể thắng ta thì có thể hòa ải của ta. Được, nhất ngôn cử đỉnh. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Nhưng chơi với ta thì phải đánh cược. Đánh cược? Người có gì nào? Không phải là bảo bối là không được đâu đấy. Kim cô bỗng như ý. Là thần khí gì vậy? Đại sư huynh, lỡ như thua thì... Không thua đâu, lão tồn tại nhất định thắng. Bắt đầu đi. Ngươi thua rồi. Hầu ca, để đệ. Bác giới, trông cậy vào đệ. Giao cho đệ đi. Cược cửu nha đinh ba của ta. Cũng đẹp đấy. Ngươi thua rồi. Tên khốn, ta thật quá ngu ngốc.
Ta không nên trông cậy vào tên ngốc như ngươi, dựa vào chính ta còn hơn. Thiền trưởng của sư phụ, ngươi thua rồi. Long châu của tiểu bạch, ngươi thua rồi. Tử kim bát du, đợi đã, ta chơi với ngươi. Đừng có kéo ta, ta phải chơi với hắn. Đổi thành ai cũng vậy thôi. Muốn thắng ta sao? Ngươi thua rồi. Sa lão tam thật là lợi hại. Ta thắng rồi, thiền trường của sư phụ. Ta thắng rồi, bồ cào của nhị sư huynh. Cảm ơn, cảm ơn. Ta thắng rồi, long châu của tiểu bạch. Tuyệt. Ta thắng rồi, kim cô bổng của đại sư huynh. Tên này hoàn toàn không giống những đối thủ trước. Cuối cùng cũng thắng được mọi thứ về. Bọn ta có thể qua ải rồi chứ. Lão đầu ta không phục, được kim cô bổng. Đừng có lấy vũ khí ra cược nữa. Không làm vậy huynh sẽ chết sau đại sư huynh. Được, được, được. Được thôi, các người có thể qua ải. Nhưng mà tên râu ria này, ngươi phải cho ta biết bí quyết chiến thắng của ngươi. Thật ra rất đơn giản. Ngươi có một số thói quen xấu. Thói quen xấu giống thế này này. Để thẻ quỷ nằm ở chỗ người ta dễ lấy nhất. Để nó lộ ra một chút, ngươi nhất định sẽ bốc trúng nó. Nực cười. Cho dù là trẻ con cũng không dễ mắc lừa như thế. Hầu ca huynh mắc lừa rồi kìa. Ngươi còn một thói quen xấu nữa. Cái gì? Nếu như thẻ quỷ đang ở trên tay ngươi, chỉ cần đối phương bóc trúng thẻ quỷ, ngươi sẽ thể hiện nét mặt vui vẻ ra ngay lập tức. Nếu như đối phương không bóc trúng thẻ, trông ngươi sẽ giống như già chết vậy. Bái phục. Tên râu ria, có cơ hội chúng ta sẽ tái chiến. Sa lão tam thật là giỏi quá đi mất. Thật ra cũng chẳng có gì cả. Mọi người đừng khen ta nữa. Chúng ta mau đi cứu sư phụ đi. Cuối cùng cũng thành công rồi. Các ngươi quả là không khiến ta thất vọng. Ngươi lợi dụng bọn ta. Đúng vậy, bốn tên biến thái đó trước giờ đều trấn giữ tòa tháp phong ấn tất cả linh hồn tà ác. Muốn giải trừ phong ấn, buộc phải đánh bại cả bốn người bọn họ, thắp đèn tứ sát lên. Nhưng thiên đình vì muốn thêm cẩn thận, mới phái thái tuế đến làm giám ngục. Là những kẻ không có năng lực thắp lên đèn tứ sát. Vì vậy vô cùng cảm tạ các ngươi. Vậy sư phụ ta đâu? Đường tử ta đâu? Thanh Tuyền đâu? Thanh Tuyền, muội đã nhìn thấy chưa? Tên râu ria này đúng là thình thâm ý trọng với muội. Cũng đáng để cho muội vì hắn mà hợp thể với ta lắm. Xem ra muội thật sự thích tên râu ria đó. Nếu như muội không đồng ý hợp thể với ta, bây giờ ta sẽ đi giết hắn. Không, đừng mà. Nếu như muội đồng ý với tỷ, tỷ có thể thả tất cả bọn họ không? Đương nhiên là được. Tâm nguyện nho nhỏ này của muội muội đáng yêu của tỷ, tỷ tỷ nhất định sẽ làm theo. Thanh Tuyền, sao cô nương lại ngốc như vậy chứ? Còn về sư phụ các ngươi, sao ta nỡ thả hắn đi được đây? Thân thể của hắn là thuốc bổ tốt nhất cho đội quân linh hồn tà ác của ta. Các đồ đệ, ta và Cao tiểu thư ở đây. Ta biết các con nhất định sẽ đến mà. Nhưng mà không thể đến sớm hơn một chút được sao? Quần của sư phụ ướt hết rồi. Sư phụ, quả thật là có tình có nghĩa. Nhưng mà trước tiên nên nghĩ cách tự cứu lấy mình đi. Tứ cung chi thiên, tứ phương chi địa, nghe theo lệnh ta, thiết lập sức mạnh, mở nhập. Thanh Tuyền, muội, tỷ tỷ, tỷ đã hứa với muội là không làm hại họ mà.
Sư phụ, Thúy Lan. Tỷ tỷ tỉnh lại đi. Ta không có một muội muội như ngươi. Thu hồi. Ăn một gậy của lão tôm ta đây. Lão già này. Đại thánh. Đại thánh, lần này thái tuế phản bội thiên đình, mưu đồ hủy diệt tam giới. Ngọc đế phải ta đến tương trợ, trừ yêu diệt ma. Thái bạch kim tinh, lão già khẩu Phật tâm xà, đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa rồi. Im đi, im đi. Thái tuế người còn không mau đầu hàng. Nếu biết quay đầu là bờ, ta có thể cầu xin Ngọc đế cho ngươi. Xin cho ta. Ta muốn xem thử xem ai mới là người phải cầu xin. Đến lượt các ngươi rồi. Giáng Long phục hổ. Đại thánh, ả ta thật sự quá mạnh. Đúng vậy, không phong ấn thần cấp thì rất khó đánh bại ả ta. Đại sư huynh, chúng ta cùng xông lên đi. Được, chúng ta liều một trận. Ta là thúc thúc râu ria. Cô có nghe thấy không? Thanh Tuyền, có ta ở đây. Cô tuyệt đối đừng bao giờ bỏ cuộc. Tin ta đi Thanh Tuyền. Thúc thúc râu ria, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Muội sẽ không để tỷ thành công đâu. Muội không thể phản bội tỷ. Chúng ta là tỷ muội mà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cơ hội đến rồi, nhanh lên. Lâm Bình đấu giả giai trận liệt tại tiền. Râu ria, đừng. Ta không thể để cho tỷ tỷ ta cô độc một mình được.
Xin lỗi. Thanh Tuyền, buông tay đi. Bọn họ là cộng thể song sinh, không thể sống riêng lẻ được. Thanh Tuyền, thúc thúc râu ria, cảm ơn thúc. Phòng ẩn. Thanh Tuyền, gió lạnh thổi, tuyết trắng rơi. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, ngựa Bạch Long và ta phải bắt đầu một cuộc hành trình mới rồi. Thanh Tuyền, tạm biệt. Sa lão tam, đừng có lề mề nữa. Văn chương vậy mà cũng đòi viết nhật ký. Muốn tiến hóa thành một nửa nhà văn không? Còn không mau nhanh lên. Dân sư phụ. Sư phụ, người từng nói có vài vấn đề không có đáp án mới là đáp án tốt nhất, có những chuyện không có kết quả mới là kết quả tốt nhất. Con nghĩ kết cục này có lẽ là kết cục tốt nhất rồi. Nhìn ngọn gió thu đang thổi mà xem. Sư phụ lại nổi hứng lên rồi. Để sư phụ làm vài câu thơ đơn giản cái nào. Sư phụ đừng mà. Gió thu thổi mạnh, bay 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 bay.失败之位。小六，为何阻止我出手？因为没有必胜的把握，再等等吧，下次他们就没这么好糊弄了。